bún ốc Hà Thành xuất hiện khắp các con phố to, ngõ nhỏ và trở thành món ăn đặc trưng của đất Kinh Kỳ từ xưa đến nay. Để nấu được bát bún ngon, người đầu bếp phải tinh thông nhiều mặt, từ khâu chọn ốc, luộc ốc, chế biến nước giấm bỗng, pha ớt bột và ớt tươi, cho đến công đoạn ninh xương, canh lửa, xào ốc hay chọn loại bún thích hợp để ăn bún. Bên cạnh đó là những loại rau gia vị như tía tô, kinh giới, chuối thái sợi, rau muống trẻ. Tất cả làm nên món ăn quyến rũ, thơm hương, mang đậm tinh hoa của nền ẩm thực dân tộc. Bây giờ thì Lam sẽ thái hành. Dạ. Cắt mình cái đoạn trắng mình chẻ nhỏ đây. Phần cổ dưới đấy ạ. Đấy. Đây được chưa ạ? Đấy. Đoạn này mình cắt đôi ra xong lại cắt nhỏ. Chập vào đấy. Thế sắt nhỏ. Mình không để cách khúc khoảng 2 đốt tay ạ. Không, mà với cái món bún ốc thì mình cũng sắt nhỏ. Hành mình sắt nhỏ ra và cái đầu hành trắng thì mình chẻ ra. Hành và cái tía tô này nó đi cái vị ốc thì nó tạo cho một cái hương vị đặc trưng của món bún ốc. Hành củ là mình sẽ chẻ nhỏ. Hành củ thì mình sẽ chẻ ra, chẻ nhỏ. Mình bắt buộc phải chưng tương ớt lên hả chị? Mình không ăn ớt tươi. Không ớt tươi nhưng mà vừa là lấy màu, vừa là khi ăn người ta bao giờ ăn kèm, người ta cũng có một bát ớt chưng. Cái này đặc trưng đấy. Nhưng mà nếu mình cho ngay ớt chưng ngay từ đầu thì liệu nhiều thực khách không ăn được cay thì họ có ăn thế nào ạ? Nếu như thực khách mà không ăn được ớt thì mình sẽ chưng riêng và mình đo cho ra bát và mình sẽ không cho vào nồi nước dùng nữa. Khi ăn thì người ta sẽ tự cho vào nồi nước dùng. Đối với món bún ốc ấy thì là mình cho khi trước khi ăn nước dùng đã được rồi thì mình sẽ cho vào đây giấm bỗng. Và sau đó khi ăn thì ăn kèm với các loại rau cộng với lại ớt chưng và hai cái cả giấm bỗng mình đã đun rồi mình để đấy. Nếu thực khách muốn ăn chua hơn thì họ có thể tự cho thêm giấm bỗng vào bát bún ốc của mình. Ốc trong quá trình làm thì mình đã sơ chế như thế nào rồi ạ? Và chế biến như thế nào? Với ốc ấy thì mình về là mình sẽ phải rửa, ngâm rửa sạch. Nếu có điều kiện về thời gian ấy, mình có thể ngâm trước một nửa ngày hoặc qua đêm. Và khi ngâm thì mình sẽ cho vài lát ớt để ốc há miệng ra thì là các cái bẩn ra hết. Sau đó thì mình sẽ đánh rửa sạch sẽ. Và mình có thể là mình có hai cách làm. Một là mình làm sống, hai là mình làm luộc qua. Mình có thể cho ốc vào luộc qua đến khi mà ốc há mồm là cho ra ngay thì mình sẽ khêu ra. Và mình sẽ rửa bỏ những cái hoi rồi những cái đường phân. Sau đó thì mình có thể để cho cái ốc nó, con ốc nó trắng, mình có thể tẩy bằng muối và bằng giấm hoặc là bằng nước phèn chua pha loãng. Ốc này đã được tẩm ướp với lại nước nghệ, một chút nước mắm, tiêu, muối. Nước nghệ là mình xay nghệ ra, mình lấy cái nước cốt của nó. Đúng rồi, mình xay nghệ ra, mình lấy nước cốt hoặc mình có thể giã và mình lấy nước cốt. Hành sẽ phải băm nhỏ và phi thơm lên ạ. Băm nhỏ, mình phi thơm. Nước dùng thì mình thường ninh trong bao lâu ạ? Nước dùng thì thường khi mà mình luộc ốc xong rồi đó thì mình sẽ chắt, mình sẽ lọc lấy cái phần nước trong, mình bỏ cái cặn đi. Thế sau đó thì mình chế thêm nước dùng xương vào. Và sau đó thì mình sẽ phi thơm hành và xào cà chua lên, là mình cho vào sang nồi nước dùng để tạo cái màu cho nó hấp dẫn. Sau khi bún đã được trần nóng thì mình sẽ thả vào đây là hành và tía tô thái nhỏ và mình sẽ cho vào đây ốc. Để cho bát bún ốc thêm đậm đà thì mình vẽ thêm vào đây một chút mắm tôm. Chỉ cần một thìa nhỏ xíu thôi đúng không ạ? Một thìa nhỏ xíu này thôi. Để tạo mùi cho... Để cho nó thêm đậm đà. Rồi ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ăn kèm với các loại rau thơm, xà lách hoặc là thêm cả hoa chuối, giá đỗ. Với những cái ngày Tết và mình đã ăn rất là nhiều các cái món là thịt gà, lò măng ninh, rất nhiều cái thứ béo và cả nhiều chất bổ nữa thì với các món bún này thì mọi người chắc sẽ thích thú hơn rất nhiều trong cái đầu năm mới. Và chúc cho mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và chúc cho bếp của trong gia đình mỗi chúng ta sẽ luôn đỏ lửa để giúp cho chúng ta có những bữa ăn ngon. Vâng, xin cảm ơn chị Yến ạ.